tấn Interfax ngày 4 tháng 8. Dẫn lời ông Leonid Pasechnik, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk, LPR, tự xưng cho hay, Ukraine vừa tiến hành một cuộc tấn công vào Lugansk với 12 tên lửa do phương Tây sản xuất, trong đó có 4 tên lửa ATACMS Mỹ và 4 tên lửa Storm Shadow Anh-Pháp. Đại sứ lưu động Bộ Ngoại giao Nga Rodion Mirosnik trước đây là đại diện của LPR tại cuộc đàm phán nhóm tiếp xúc ba bên về Ukraine, đã lên án gay gắt vụ tập kích tên lửa của Ukraine và gọi đây là cuộc tấn công toàn diện và quy mô lớn vào Lugansk. Ông Mirosnik cho rằng quân đội Ukraine dường như đã dốc toàn bộ các loại vũ khí để tiến hành vụ tấn công. Ông Mirosnik viết trên Telegram, lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng tiến hành một cuộc tấn công toàn diện và quy mô lớn vào Lugansk, sử dụng toàn bộ các loại vũ khí tấn công mà họ có. Theo tờ Ivestia, khoảng 12 tiếng nổ đã được ghi nhận, khói bốc lên dày đặc khắp thành phố Lugansk. Thông tin liên lạc di động trong khu vực tạm thời bị gián đoạn. Tờ Business Insider cho biết, ATA-CMS có nhiều phiên bản khác nhau. và mùa thu năm 2023, Ukraine đã nhận được phiên bản tầm bắn 160 km, mang tới 1.000 quả đạn con bên trong. Sau đó, nước này tiếp tục nhận được các tên lửa ATACMS tầm bắn 300 km vào tháng 4 năm nay. Phiên bản này lại chia thành hai biến thể đầu đạn, một biến thể mang đầu đạn nổ đơn nhất và một biến thể mang đầu đạn chùm với 300 quả đạn con. Hiện chưa rõ Ukraine đã dùng phiên bản ATACMS nào trong đợt tấn công mới nhất vào Lugansk. Trong khi đó, tờ Telegraph Anh gọi tên lửa Storm Shadow là một trong những vũ khí hủy diệt mạnh nhất của Ukraine hiện nay, với tầm bắn tối đa lên tới 550 km. Hãng thông tấn TASS cho hay, ngay sau khi phát hiện cuộc tấn công của Ukraine, các hệ thống phòng không của Nga tại Lugansk đã được kích hoạt. Palamenskaya Gazeta, PNP.RU, tờ báo chính thức của Quốc hội Nga dẫn thông cáo báo chí của chính quyền Lugansk cho biết, hệ thống phòng không của Nga đã đánh chặn được một số tên lửa, nhưng mảnh vỡ của chúng rơi xuống các khu dân cư. Trong khi đó, theo TASS, ông Pasiknik thông báo qua kênh Telegram cá nhân rằng phòng không Nga bắn hạ được 4 tên lửa của Ukraine khi chúng tiếp cận thành phố Lugansk. Sau khi các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống, những đám cỏ khô bên dưới mặt đất đã bắt lửa và bốc cháy. Pasiknik cho hay, Thật không may, nhiều tòa nhà riêng của người dân Lugansk đã bị hư hại do cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn của Ukraine. Các mảnh vỡ tên lửa đã làm hỏng mái nhà cũng như cửa kính các tòa nhà. Hiện đội ngũ chuyên gia đang làm việc tại hiện trường. Về phần mình, ông Mirosnik cho biết hệ thống phòng không Nga tại Lugansk đã hoạt động mạnh mẽ. Ông Mirosnik nói, cho tới hiện tại, chỉ có các đám cỏ cháy và một số đám cháy ở khu rừng ngoại ô thành phố là có thể nhìn thấy rõ. Hiện tất cả các dịch vụ cứu trợ khẩn cấp, đại diện văn phòng thị trưởng Lugansk và đại diện chính quyền thành phố Lugansk đều đã có mặt tại hiện trường. Thông tin về thiệt hại đang được làm rõ. Trước đó, cuộc tấn công của Ukraine và Lugansk trong tháng 6 đã khiến lối vào một tòa dân cư bị sập, hơn chục tòa nhà và công trình bị hư hại. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tấn công đó được Ukraine thực hiện bằng 5 tên lửa ATACMS, khiến 6 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Ủy ban điều tra Nga đã mở một vụ án hình sự về hành động tấn công khủng bố theo Điều 205 Bộ Luật Hình sự Liên bang Nga. Theo Military Samari, trên mặt trận Chasovya, lực lượng Moscow đang ngày càng đưa nhiều nhóm xung kích vượt kênh để tấn công vào trung tâm thành phố. Hầu hết các khu vực dọc con kênh đều nằm dưới sự kiểm soát của họ. Tại Torres, quân đội Nga tiếp tục tiến lên và các cảnh quay được định vị địa lý cho thấy họ đang di chuyển về phía quận Sabanka. Nếu lực lượng Moscow đánh chiếm thành công quận này, một tuyến đường tiếp tế khác cho thị trấn New York của Ukraine sẽ bị cắt đứt. Ở pokrovsk Abdipka, quân đội Nga đang đột phá sâu hơn và cắt đứt các tuyến đường tiếp tế quan trọng cho lực lượng Kiev. Hiện tại, quân đội Ukraine chỉ có thể tiếp tế cho binh sĩ của họ trong nhiều khu vực bằng máy bay không người lái. Tại Krasnogorivka, lực lượng Moscow tiếp tục tấn công, tiến xa hơn về phía đông, tập phố Senyova. Những hình ảnh đầu tiên về F-16 của Ukraine đã xuất hiện với các thùng dầu phụ và tên lửa không đối không tầm trung cũng như tầm gần. Điều đó cho thấy những máy bay tiêm kích này có thể sẽ hỗ trợ phòng không ban đầu. Theo Ridovka, lực lượng Moscow đột nhập vào bãi thải ở Zeleny và ồ ạt vượt kênh ở Chasovya đánh thẳng vào trung tâm đô thị là những sự kiện đáng chú ý nhất trong những ngày gần đây. Tuần qua, quân đội Nga đã giành được lợi thế lớn nhất trên ba hướng tại Zelensky gần Torres, họ tiếp tục tấn công tích cực và gần như là đánh bật hoàn toàn đối phương khỏi quận nhỏ này. Lực lượng Moscow đang khẩn trương với sự hỗ trợ hỏa lực từ bãi thải của mỏ Yudnaya. Ngoài ra, binh sĩ Nga sau khi băng qua đại lộ Pioneer và tuyến đường sắt phát triển từ hai bên sườn đến bãi thải của mỏ Atium. Một bước đột phá quan trọng khác xảy ra ở Chasovya theo hướng Bắc Mớt. Tại đây, lính dù Nga trong điều kiện khó khăn đã vượt qua kênh Sivarsky donetsk Donbass và giành được chỗ đứng ở bờ đối diện trong tiểu khu Oktyapsky. Thành công cũng đến với quân đội Nga gần Leda, nơi mũi xung kích của họ đã đến được một trong hai con đường tiếp tế cho lực lượng đồn trú Ukraine trong thành phố. Tình hình sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn với lực lượng Kiev tại mặt trận này do thiếu hụt hậu cần. Kênh thứ ba cho biết lực lượng Moscow đã tấn công các mục tiêu Ukraine ở các vùng Poltava, Sumy, Vinnytsia, Kharkov và Dnipropetrovsk. Kiev đáp trả khi tiến hành một cuộc tấn công bằng UAV vào sân bay Morozov ở vùng Rostov và tấn công vùng Luhansk do Nga kiểm soát bằng 12 tên lửa. Bên cạnh đó, lần đầu tiên tiêm kích F-16 do phương Tây cung cấp cho Ukraine được công khai với hình ảnh tại căn cứ và thực hành bay. Theo hướng Bắc Mớt Atemovs, lực lượng Moscow cũng có vị trí trong khu vực tư nhân ở ngoại ô quận Otyapsky và đang tấn công đội năm ở Klitschipka. Trên trục Oleksandro Kalinove, quân đội Nga đã mở rộng vùng kiểm soát của họ ở Atemovs, đồng thời tiến về phía Dzerzhinsk và Nelepovo. Tại mặt trận pokrovsk Abdipka, các nhóm xung kích Nga đang tấn công Zelane và Sehipka, đồng thời cố gắng bao vây các đơn vị Ukraine ở khu vực Mezove. Theo kênh Avivo Cody, tại vùng Donetsk, quân đội Nga tiến vào Torres, mọi thứ đều trở nên tồi tệ đối với Ukraine ở New York. Lực lượng Moscow đã thiết lập quyền kiểm soát hỏa lực đối với khu định cư Nelipovka. Chiến binh của lữ đoàn đặc biệt số 24 AIDA của Ukraine thừa nhận. Bunyatov, chiến binh nổi tiếng của Ukraine nhấn mạnh, Tôi nói thêm rằng tình hình ở New York rất đáng buồn, ngoài ra còn có thông tin cho rằng đối phương đã vượt qua địa giới hành chính ở Torres. Vào sáng sớm ngày 4 tháng 8, lữ đoàn Nam Tư của Nga cho biết cuộc tấn công đang diễn ra, các mũi xung kích của họ lần lượt dọn sạch các vị trí đối phương. Trước đó, chỉ huy quân đội Ukraine xác nhận rằng lực lượng Moscow đã đột phá đến ngoại ô Torres. Có thông tin cho rằng hai tiểu đoàn Ukraine đang mắc kẹt trong nồi hầm ở New York. Rất có thể Nga sẽ sớm đưa ra tối hậu thư cho lực lượng Kiev về việc buộc phải đầu hàng. Toàn bộ khu vực đã bị lực lượng Moscow kiểm soát hỏa lực và chiều ngang của miệng túi chỉ còn chừng hơn 3 km và có rất nhiều hồ nước. Điều này sẽ ngăn cản đường rút lui của đối phương. Ước tính có khoảng gần 1.000 binh sĩ Ukraine đang đồn trú trong nơi hầm này. Ukraska Pravda đưa tin, báo cáo vào tối ngày 4 tháng 8 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, quân đội Nga hoạt động tích cực nhất theo hướng Pogrovs Abdipka, nơi ghi nhận 24 cuộc tấn công và họ cũng xung phong 15 lần theo hướng Kramatos và Torres. Báo cáo có đoạn, trong ngày đã xảy ra 103 cuộc giao tranh, đối phương đang tiến công tích cực nhất giống như những ngày trước theo hướng Pogrovs. Ngoài ra, họ cũng hoạt động tích cực theo hướng Kramatos và Torres. Nga thực hiện 42 cuộc không kích, thả 56 bom KAB. Họ đã sử dụng 515 UAV và thực hiện 3.400 cuộc pháo kích bằng nhiều loại hỏa lực khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định, lực lượng phòng vệ đã cơ bản đẩy lùi những đợt xung phong của đối phương ở Kharkov, Kyiv, Liman, Sivers, Gramatos, Kurakhovsky, Vremovsky, Odekhov và Dnipro. Theo hướng Torres, đối phương cũng tấn công 15 lần, trong đó 12 cuộc giao tranh đã kết thúc, 3 cuộc giao tranh khác đang diễn ra, báo cáo cho hay. Tại Pokrovsk, kể từ đầu ngày hôm nay đã có 24 trận chiến diễn ra. Lực lượng phòng thủ đã đẩy lùi 19 cuộc tấn công, 5 đợt xung phong vẫn đang diễn ra. Đối phương đang tập trung nỗ lực theo hướng Zelanoje. Thống kê sơ bộ của Bộ Tổng tham mưu Ukraine ghi nhận 246 binh sĩ Nga đã bị vô hiệu hóa theo hướng này, trong đó có 89 người thiệt mạng. Ngoài ra, còn có một pháo D-30, hai xe bọc thép chở quân, bảy xe cơ giới, một xe MTLB và ba đơn vị thiết bị đặc trùng bị phá hủy. Không quân Ukraine trên Telegram cho biết, dạng sáng nay ngày 5 tháng 8, lực lượng Moscow đã tấn công Ukraine bằng 24 UAV loại Sahit và lực lượng phòng không đã tiêu diệt toàn bộ các mục tiêu này. Báo cáo có đoạn vào dạng sáng ngày 5 tháng 8, quân đội Nga đã tập kích bằng UAV tấn công loại Sahit từ các khu vực là Primovsko, Aktas và Kurs thuộc Liên bang Nga. Lực lượng kỹ thuật vô tuyến của không quân đã phát hiện và theo dõi hai từ UAV. Kết quả của cuộc không chiến, tất cả các UAV của đối phương được cho là đã bị các đội hỏa lực cơ động, các đơn vị tên lửa phòng không và hệ thống tác chiến điện tử của không quân hạ gục. Thông tin sơ bộ ghi nhận, các UAV Nga đã bị bắn hạ ở vùng Kiev, Vinnytsia, Kirovograd, Kharkov, Sumy, Poltava và Dnepropetrovsk. Các nhà phân tích của kênh DeepSet có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, gọi tắt là GUR, đã cập nhật bản đồ vào sáng ngày 5 tháng 8, lưu ý rằng lực lượng phòng vệ Ukraine đã rút khỏi khu vực Suki Golubovskyi 2 ở Bắc Mớt, thuộc vùng Donetsk. Trong phần bình luận về bản đồ đã cập nhật, các nhà phân tích của Dipset lưu ý rằng đối phương đã tiến vào Siverny, Zelensky, Zelani, Sergei Yevka, Ivanovka gần Lysigny và Zelani ở vùng Donetsk. Ngoài ra, theo DeepSet, lưu lực lượng phòng vệ Ukraine đã rút khỏi khu vực Stupki, Golubovsky 2 ở Bắc Mớt kênh astra đưa tin người dân thành phố volgograd của nga đã nghe thấy tiếng nổ vào ban đêm sau đó là hỏa hoạn bùng phát tại một trạm biến áp điện có thông tin cho biết trạm biến áp sovetskaya đã bốc cháy khiến quận vorosilovsky mất điện nguyên nhân gây ra vụ nổ vẫn chưa được làm rõ Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine trên Facebook thông báo Nga tiếp tục chịu tổn thất. Chỉ riêng trong 24 giờ qua, lực lượng phòng vệ đã vô hiệu hóa 1.180 binh sĩ đối phương, đốt cháy 69 hệ thống pháo binh và 31 xe chiến đấu bọc thép. Tổng số tổn thất trong chiến đấu của quân đội Nga từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến ngày 5 tháng 8 là khoảng nhân sự. Về nhân sự, khoảng 584.090 người, cộng 1.180 người

tàu ngầm một chiếc, thiết bị ô tô và xe bồn 22.094 chiếc cộng 68 chiếc, thiết bị đặc trùng 2.737 cộng 3 đơn vị. Phía Nga không bình luận về thống kê do phía Kiev công bố. Kênh Military Summary đưa tin tại Sivers, lực lượng Moscow đang chiếm thêm nhiều khu vực vành đai rừng nằm ở phía bắc Radolivka. Một nguồn tin thân Nga cho biết các hoạt động tấn công đầu tiên vào ngôi làng Perin liên kề đã bắt đầu. Các video định vị địa lý từ Chasovia xuất hiện xác nhận rằng lính xung kích Nga thực sự đã chiếm lĩnh được các tòa nhà dân sự đầu tiên dọc kênh đảo. Theo kênh Sichep tại Chasovia, phát huy thành công trước đó ở tiểu khu Oktyabsky, lực lượng Moscow tiến xa hơn nữa. Họ đã mở rộng vùng kiểm soát và vô hiệu hóa tuyến phòng thủ Ukraine ở ngoại vi phía đông tiểu khu này. Tại Torres, lực lượng Moscow tiến xa hơn và đang tấn công vào mỏ đầu tiên ở phía bắc Zadidne. Họ cũng đang phát triển về phía bắc khu mỏ và kiểm soát được nhiều tòa nhà hơn. Trên mặt trận Abdiivka, các nguồn tin Ukraine xác nhận rằng quân đội Nga đã chiếm được những con phố đầu tiên ở Jelane. Tuyến đường tiếp tế duy nhất cho ngôi làng đang trên bờ vực bị cắt đứt. Nếu để đối phương thành công, lực lượng Kiev sẽ gặp khó khăn đáng kể trong việc cung cấp đạn dược và các nhu yếu phẩm khác cho nhóm binh sĩ trong làng. Ngoài ra, lực lượng Moscow được cho là đã xông vào và kiểm soát được những ngôi nhà đầu tiên ở Shehypka. Quân đội Nga đã phá hủy một chiếc tiêm kích MiG-29 Ukraina và một kho dầu, trong khi Kiev cũng phá hủy một kho dầu trên lãnh thổ Nga và tấn công một sân bay nơi có vẻ như một kho đạn đã bị đánh trúng. Theo kênh Redoka, chiến sự tiếp tục diễn ra hết sức ác liệt. Trong tuần qua, tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt, mọi thứ đều tràn ngập sự mong đợi căng thẳng. Lực lượng Moscow đang tiến lên, bẻ gãy sống lưng quân đội Ukraine. Và mặc dù các tuyến phòng thủ của lực lượng Kiev vẫn cơ bản đứng vững, nhưng tiếng sườn gãy đã có thể nghe thấy rõ ràng ở Kiev, ở Moscow hay Washington. Từ Chasovya tới Uleda có những báo cáo thường xuyên về việc Nga đạt được những thành công mang tính cục bộ nhưng rất hứa hẹn. Gần Turetsk, lực lượng Kiev được cho là rơi vào một cuộc khủng hoảng toàn diện. Kênh Riba xác nhận quân đội Nga đang tấn công dữ dội trên các tuyến tiếp cận Turetsk và kiểm soát phần lớn Atemovo. Cụ thể, trên trục Alexandro Kalinovo, nơi giao tranh đang diễn ra trên các tuyến tiếp cận, Dezhinsk cùng với hướng Poproch-Abdivka là điểm chú ý chính trên tuyến đầu. Sự kháng cự dữ dội vào việc tái triển khai các đơn vị mới không giúp Kiev ngăn chặn được bước tiến của lực lượng Moscow về phía trung tâm đô thị. Tại Ederut-3, mũi xung kích Nga đang dần tiến dọc phố zelenodoro để lùi đối phương ra khỏi các vị trí trong khu vực tư nhân. Vào cuối tháng 7, lực lượng Moscow đã chiếm một số ngôi nhà ở vùng ngoại ô phía đông, phố Stepnaya, nhưng không có thông tin nào về những bước tiến tiếp theo trong khu vực này. Tại Atemuvo, sau một loạt các cuộc xung phong thành công, quân đội Nga đã tiến đến chân đống xỉ thải của mỏ Atom, nơi Kiev sử dụng làm vị trí phòng thủ thuận lợi. Hiện tại, các nhóm tấn công đã xâm nhập vào trong đống đổ nát của mỏ Atom trước đây, từ đó có thể đánh vào sườn quân đồn trú của Ukraine. Các trận chiến đã diễn ra trong địa giới hành chính của Dzerzhinsk, nơi lực lượng Moscow đã đẩy đối phương ra khỏi một số vị trí trong khu vực nghĩa trang và chấn giữ tại đó. Hiện tại, sau khi san phẳng tuyến đầu theo đại lộ Pionerov và các con phố lân cận, quân đội Nga sẽ phải chiếm lấy đống xỉ than rồi tiến hành chiến đấu trong quá trình phát triển vào trung tâm đô thị Dzerzhinsk. Trong 10 năm qua, Kiev đã xoay sở để biến các tuyến tiếp cận thành một khu vực kiên cố mạnh mẽ. Về phía Tây Nam, quân đội Nga đã chiếm giữ các vị trí mới trên các đường Sportivna và Komarova, Ukraine, có lẽ để kiềm chế cuộc tấn công, đã điều xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 đến tuyến đầu, trước đó chưa từng được phát hiện trong khu vực. Chiếc xe bọc thép này đã bị bỏ lại và sau đó bị phá hủy do các cuộc tấn công từ một số máy bay không người lái FPV hiện tại quân đội nga có triển vọng tiến về phía nelepoka cho phép họ bao vây hầu hết nhóm binh sĩ đồn trú của kiev tại new york ở nokhoroske không có thay đổi đáng kể nào về cấu hình của tuyến đầu trong vài ngày qua tin đồn về việc lực lượng moscow tiến vào lãnh thổ của nhà máy sửa chữa ô tô và thậm chí là nhà máy phenon vẫn chưa được xác nhận bởi các nhân chứng hoặc cảnh quay kiểm soát khách quan theo dữ liệu mới nhất có sẵn, quân đội Ukraine đã điều một nhóm đổ bộ lên Naberechny lên gần sông Krivitoresk, không xa khu công nghiệp, cố gắng thực hiện một hoạt động dọn dẹp trong khu vực tư nhân. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối mùng 3 tháng 8 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, Số lượng lớn nhất các cuộc tấn công của Nga vào thứ Bảy được ghi nhận ở hướng Poprov, nơi đối phương tập trung nỗ lực gần jelane Báo cáo có đoạn, kể từ đầu ngày hôm nay đã có 102 cuộc giao tranh của đội Nga đã thực hiện 3 cuộc tấn công với 6 quả đạn và 49 cuộc không kích vào lãnh thổ Ukraine, thả 62 bom KAB. Ngoài ra, họ đã sử dụng 542 UAV và thực hiện hơn 3.500 cuộc tấn công bằng các loại hỏa lực khác nhau. Bộ Tổng tham mưu khẳng định lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi hầu hết nỗ lực của đối phương ở Kharkov, Kupiansk, Limansk, Severs, Kramatovsk, Kurakhovsky, Veremovsky và Orekhov. Theo hướng Torres, quân đội Nga đã tấn công 16 lần gần Jelane, Torres, New York và Severny. 12 cuộc giao tranh đã hoàn tất, 4 cuộc khác đang diễn ra, Bộ Tổng tham mưu xác nhận. Theo hướng Poprovsk, đã có 34 trận chiến diễn ra gần các khu vực đông dân cư, lực lượng phòng thủ đã đẩy lùi 27 cuộc tấn công, 7 cuộc vẫn đang diễn ra, đối phương đang tập trung nỗ lực gần Jelane. Thống kê sơ bộ cho thấy 179 binh sĩ Nga đã bị vô hiệu hóa, trong đó có 66 người thiệt mạng. Một pháo tự hành, 7 UAV các loại và 3 phương tiện cũng bị phá hủy. Ngoài ra, hai xe tăng 5 khẩu pháo D30, 4 pháo tự hành và 6 phương tiện của đối phương bị hư hại báo cáo cho hay. Các nhà phân tích của kênh Deep State có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, GRU, đã cập nhật bản đồ, lưu ý rằng quân đội Nga đã tiến vào Chasovya ở khu vực Donetsk. Báo cáo có đoạn, đối phương đã tiến vào Chasovya, giao tranh vẫn tiếp diễn tại Novoselovka, Pervaya và Zelenoye. Trong báo cáo tối mùng 3 tháng 8, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã ghi nhận theo hướng Kramatorsk, đối phương đã thực hiện 8 đợt xung phong gần với Vasyukovka, Chasovya và Andriyka. Lực lượng phòng thủ đã đẩy lùi 4 cuộc tấn công và 4 cuộc tấn công khác đang diễn ra. Theo Susplin, vào đêm thứ Bảy, quân đội Nga đã sử dụng tên lửa hành trình và máy bay không người lái tấn công trên lãnh thổ Ukraine. Vào lúc 23 giờ 10 ngày 3 tháng 8, không quân Ukraine báo cáo về mối đe dọa sử dụng UAV tấn công và tên lửa hành trình của đối phương ở Kharkov và Sumy. Sau đó, không quân báo cáo một tên lửa hành trình ở phía nam khu vực Sumy hướng về khu vực Poltava, khoảng Migorod. Tên lửa hành trình đầu tiên cũng đổi hướng về phía Migorod. Liên tục từ 23 giờ 18 phút đến 23 giờ 49, không quân Ukraine cập nhật các mối đe dọa ở Kharkov, Poltava, Migurov, Dnipro Dnipro, Kherson, Pavlograd. Tiếp đó từ 0 giờ 05 đến 1 giờ 10 ngày 4 tháng 8, cảnh báo không kích được ban bố ở Kherson, Nikolaev, Dnipro Petrovych, Kirovograd, Kropivnitsky, Mikolai. Vào lúc 1 giờ 38, không quân thông báo chấm dứt mối đe dọa của UAV tấn công trong các khu vực nói trên. Ukrainska Pravda đưa tin trong bài phát biểu tối mùng 3 tháng 8, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh yêu cầu chấm dứt xung đột theo các điều khoản của Kiev và cho rằng có thể thực hiện các điểm của công thức hòa bình. Nhà lãnh đạo Zelensky cảm ơn các binh sĩ đã tấn công các sân bay, nhà máy lọc dầu và hậu cần của Nga, đồng thời cho biết hôm thứ Bảy, ông đã nghe báo cáo về vấn đề này từ Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, Oleksandr Shishkin. Ông lưu ý rằng Kiev cần phải xin phép các đối tác của mình để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa chống lại Nga. Tổng thống Zelensky tuyên bố, nơi có binh sĩ đối phương, nơi Nga đang tấn công Ukraine, nơi họ đang phóng tên lửa, UAV, bom. Chúng ta cần giải pháp này để có thể hành động với tất cả các loại vũ khí có thể có hiệu quả. Ông Zelensky nhấn mạnh, chúng ta phải bảo vệ mạng sống của người dân và chấm dứt chiến tranh theo các điều khoản của Ukraine và mọi cuộc tấn công đáp trả chính xác các cuộc không kích của Nga, phá hủy hậu cần và căn cứ của Nga, khiến đối phương khó có thể ở lại trên đất của chúng ta. Mọi cuộc tấn công như vậy đều đưa cuộc chiến đến gần hơn với hồi kết công bằng. Nhà lãnh đạo Ukraine nói, Moscow càng khó duy trì sản xuất quân sự và cung cấp cho quân đội thì điều này thực sự sẽ buộc Nga phải hòa bình và các điểm trong công thức hòa bình của chúng ta do đó hoàn toàn có thể thực hiện được vì phần lớn thế giới gây sức ép lên Nga không ủng hộ hoạt động quân sự của nước này và thực sự muốn khôi phục sự ổn định cho quan hệ quốc tế. Các biện pháp trừng phạt góp phần vào điều này và sẽ có hòa bình thực sự. Sẽ có nếu chúng ta không tỏ ra yếu đuối và tuân thủ tiến trình công lý. Báo Economist đưa tin ngày 4 tháng 8, Ukraine đã nhận từ phương Tây 10 máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất. Economist cho hay, đến cuối năm 2024, Ukraine sẽ nhận được 20 máy bay chiến đấu F-16 từ Liên minh phương Tây do Đan Mạch và Hà Lan dẫn đầu. Số máy bay cam kết viện trợ còn lại sẽ được bàn giao theo từng đợt trong năm 2025. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày cũng xác nhận các phi công của nước này đã bắt đầu vận hành máy bay F-16 trong nước ông Zelensky phát biểu, các chiến đấu cơ F-16 đang có mặt tại Ukraine, chúng ta đã làm được. Tôi tự hào về những người lính Ukraine đang điều khiển những chiến đấu cơ này để phục vụ cho đất nước. Đây là dòng chiến đấu cơ. Từ lâu, Ukraine đã đề nghị phương Tây cung cấp với kỳ vọng giúp họ xoay chuyển cục diện xung đột với Nga. Sự xuất hiện của F-16 đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Ukraine sau nhiều tháng chờ đợi. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu có khoảng bao nhiêu máy bay sẵn sàng cũng như hiệu quả của chúng như thế nào. Ngoài ra, ông Zelensky cho biết Ukraine chưa đào tạo đủ phi công để vận hành F-16. Ông Zelensky nói, điểm tích cực là chúng tôi vẫn đang chờ đợi thêm nhiều máy bay F-16 nữa. Nhiều binh sĩ của chúng tôi cũng đang trong quá trình huấn luyện. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Quan trọng là các quốc gia đồng minh phải tìm được phương án mở rộng quy mô cả chương trình đào tạo lẫn cơ hội cho các phi công và đội ngũ kỹ sư Ukraine. Trong một diễn biến khác, Nga được cho là đã nhắm vào các căn cứ chứa F-16 ở Ukraine, đồng thời tuyên bố sẽ bắn hạ chiến đấu cơ này. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố việc phương Tây cung cấp vũ khí mới cho Kiev, bao gồm cả máy bay F-16, sẽ không thay đổi tình hình ở tiền tuyến mà chỉ kéo dài cuộc xung đột. F-16 do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ chế tạo, máy bay có thể mang phóng được nhiều loại bom và tên lửa hiện đại. Các đồng minh phương Tây đã cam kết cung cấp ít nhất 79 máy bay loại này cho Ukraine. Trước đây, Ukraine phải dựa vào lượng khí tài phòng không, không quân, cũ kỹ từ thời Liên Xô, vốn không đủ sức cạnh tranh với không quân Nga, sở hữu đội bay tiên tiến và áp đảo về mặt số lượng. Tận dụng lợi thế, Nga thường xuyên tấn công bằng tên lửa tầm xa vào các mục tiêu trên khắp Ukraine, đồng thời ném bom dẫn đường vào các vị trí của quân đội Ukraine. Ông Zelensky nhấn mạnh, đây là giai đoạn phát triển mới của lực lượng không quân thuộc lực lượng vũ trang Ukraine và không quên nhắc đến nỗ lực ngoại giao và đối thoại không ngừng nghỉ để có được những chiếc F-16. Hiện chưa rõ F-16 Ukraine sẽ trang bị loại tên lửa gì. Theo các chuyên gia quân sự, cự ly bắn xa hơn của tên lửa sẽ cho phép F-16 có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ hơn trên chiến trường. Thông tin trên được Al Jazeera dẫn từ thông báo kết quả điều tra của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC hôm 3 tháng 8. IRGC nêu rõ kết quả điều tra cho tới nay khẳng định thủ lĩnh Haniye bị ám sát bằng một đầu đạn tầm ngắn chứa khoảng 7kg thuốc nổ được phóng từ bên ngoài vào nơi ở của ông. Thông báo cũng nhấn mạnh Israel sẽ phải nhận hình phạt nghiêm khắc vào thời điểm và địa điểm thích hợp vì vụ ám sát ông Haniye họ cũng cáo buộc vụ ám sát thủ lĩnh hamas được hỗ trợ bởi mỹ nhưng không nêu chứng cứ đây là thông báo chính thức đầu tiên của iran về nguyên nhân gây ra vụ nổ khiến ông Haniye thiệt mạng israel cho tới nay không xác nhận cũng không phủ nhận cáo buộc trong khi mỹ nhấn mạnh họ không biết và không liên quan đến vụ ám sát ông Haniye. cái chết của thủ lĩnh hamas đe dọa đẩy trung đông vào cuộc xung đột sâu sắc hơn trong bối cảnh israel tiến hành cuộc chiến không ngừng nghỉ ở giải gaza Thủ lĩnh Hadiyah và vệ sĩ của ông thiệt mạng trong phòng ngủ ở nhà khách chính phủ Iran tại Tehran vào sáng sớm 31 tháng 7. Thủ lĩnh 62 tuổi thiệt mạng khi sang Iran dự lễ nhậm chức của tân tổng thống Macho Pesachian. Vụ ám sát thủ lĩnh Hamas xảy ra vài giờ sau khi chỉ huy cấp cao của Hezbollah là ông Fuad Shu thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban. Hàng ngàn người hôm 2 tháng 8 đã tham dự tang lễ của ông Haniye tại một nhà thờ Hồi giáo ở thủ đô Doha của Qatar. Kênh Military Summary đưa tin, tại Donetsk ở miền đông Ukraine, theo hướng Torres và New York, lực lượng Moscow đang bắt đầu bao vây quân Kiev ở phía đông New York. Tại phía bắc Saline, một bản ghi âm từ UAV của lực lượng Kiev xác nhận rằng Nga đã kiểm soát được Saline. Cụ thể, ở phía nam New York, quân đội Nga cũng đang tiến dọc theo trung tâm thành phố. Hai hướng hiện chỉ cách nhau 3,4 km. Về phía đông, các tuyến phòng thủ từ năm 2014 vẫn còn hiện diện. Lực lượng Moscow đang cố gắng đánh chiếm từ một hướng khác. Khu vực này rộng gần 20 km vuông. Điểm chính trong chiến thuật tạo nồi hâm của Nga là việc điều quân ra sau phòng tuyến đối phương để bao vây rồi tấn công từ nhiều phía nhằm làm suy giảm sức chiến đấu, tiến tới xóa sổ hoàn toàn hoặc thu hút lực lượng tăng viện để đánh tiêu hao. Chiến thuật này được áp dụng trong thời kỳ chiến tranh vệ quốc vĩ đại thời Hồng quân Liên Xô. Lực lượng Moscow đang tiến gần hơn đến Poprov từ Abdiivka. Với tốc độ như hiện nay, các mũi xung kích của họ sẽ áp sát thành phố này trong vài tuần nữa. Những ngôi nhà đầu tiên ở Ivanivka đã được quân đội Nga chiếm giữ và dọc theo tuyến đường sắt, họ vẫn đang liên tục tiến quân giữa Vodiane và Konstantinovka, Nga đang phá vỡ các tuyến phòng thủ của đối phương và cố gắng bảo vệ con đường. Cuộc tấn công này không nhằm mục đích cắt đứt tuyến đường tiếp tế, mà là giành được vị trí tốt hơn cho cuộc tấn công ở Konstantinovka. Theo kênh Redoka, lực lượng Moscow gần Ukleda đã tiếp cận tuyến đường tiếp tế của Ukraina. Quân đội Nga theo hướng Chutnodonetsk đã tiến tới Konstantinovka ở phía đông bắc Vodianoye. Họ đã cắt một trong hai tuyến đường mà lực lượng đồn trú của Kiev được tiếp tế ở Ukleda và khu vực xung quanh. Gánh nặng tiếp tế chính hiện nay đặt lên vai của con đường còn lại. Ngôi làng này là một trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội Ukraina. Qua đó, họ tiếp tế cho lực lượng của mình ở Ukleda. Mục tiêu tiếp theo của lực lượng Moscow sẽ là Vodianoye và mỏ no Donbasskaya số 3 liền kề. Nếu ngôi làng này được kiểm soát và quân đội Nga chiếm các tòa nhà kỹ thuật phía sau, một con đường thẳng đến Bok goya Lepka sẽ được mở ra, khiến lực lượng đồn trú của Kiev ở Ukleda không có nguồn cung cấp thường xuyên. Hơn nữa, mùa thu và băng tan sắp đến gần, Ukraine sẽ không thể vận chuyển vật tư qua các cánh đồng được nữa. Kênh RIBA cho biết, lực lượng Moscow thực hiện một loạt cuộc tấn công khác vào các mục tiêu của đối phương trên khắp Ukraine, gây ra những tiếng nổ dữ dội ở các khu vực Odessa, Kirovohrad và Mykolaiv, nơi một sân bay bị tấn công vào đêm qua. Các đội hình của Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV vào Krasnodar Krai. Phòng không Nga đã chặn được 4 UAV, nhưng có một số thiệt hại. Bán đảo Crimea cũng lại bị Ukraine tấn công. Theo hướng Slobozhanki Kharkov, lực lượng Kiev cố gắng phản công nhiều lần về phía Hluboké, nhưng mỗi lần đều bị pháo binh và hỏa lực vũ khí nhỏ của Nga dập tắt thành công. Trên trục Oleksandro Kalinovo, các đơn vị Nga chiếm được vùng ngoại ô phía đông Artemov, còn ở Novodrosky, các nhóm xung kích của họ tiếp tục tấn công những vị trí của đối phương dọc theo sông Krivitoresk. Tại mặt trận Poprovsk, lực lượng Moscow đã thiết lập quyền kiểm soát phần phía nam của Timofivka và kiểm soát Vsele. Đồng thời, họ tiếp tục cuộc tấn công hướng tới Jelani. Theo hướng Nam Donetsk, quân đội Nga đã cắt đứt một đoạn đường cao tốc T-0524 nối Konstantinovka và Uleda. Một lá cờ Nga đã được cắm ở phía sau một trong những chiếc xe tại địa điểm này. Chuyên gia quân sự Boris Drozin báo cáo về tình hình chiến sự tại Abdipka tính tới cuối ngày 2 tháng 8 như sau. Tại Kalovka, giao tranh vẫn tiếp diễn ở vùng ngoại ô phía đông của ngôi làng, cũng như trên bờ hồ chứa Kalovskoye. Quân đội Nga tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát trong khu vực Jasnobrodovka, trong nỗ lực đẩy lùi hoàn toàn đối phương ra khỏi hồ. Ở Novosilovka, một lực lượng Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát về phía nam và tây nam của ngôi làng, cố gắng phát triển theo hướng Medjevoye. Cuộc giao tranh đang diễn ra gần vùng ngoại ô phía bắc của Medjevoye. Bản thân ngôi làng vẫn do Kiev kiểm soát. Tại Grodoka, sau khi chiếm Vesiyoloye, quân đội Nga tiếp tục tấn công mạnh mẽ về phía tây Ocheretine theo hướng ngôi làng Grodoka lớn và đường cao tốc Konstantinovka, Poprovsk. Ukraine nhận ra những tổn thất nặng nề theo hướng này và tiếp tục rút lui về phía Tây. Đến tối ngày 2 tháng 8, lực lượng Moscow đã chiến đấu để kiểm soát hoàn toàn và củng cố phòng ngự ở Jelane, Timofivka, Ivanovka. Họ cũng có tiến triển về phía Shegeyevka và Lysinoye. Tại Vodovichenka, Kiev vẫn đang giữ vững phòng tuyến. Nhìn chung, đây là phần mặt trận có nhiều vấn đề nhất đối với họ ở Kalinovo về phía bắc và đông bắc Ocheretine không có thay đổi đáng kể. Ukraine đang giữ vững phòng tuyến ở phía nam Kalinovo, trong khi mối đe dọa từ phía đông từ New York đang gia tăng. Nơi của đội nga không chỉ mở rộng vùng kiểm soát trong chính ngôi làng mà còn di chuyển về phía tây. Nhìn chung, nga nắm giữ vững thế chủ động ở phía tây Abkhazia và không cho Ukraine ổn định mặt trận buộc đối phương phải giải quyết nhiệm vụ chuyển thêm quân dự bị để ngăn chặn bối đe dọa đột phá tới đường cao tốc Konstantinovka Poprovs. Đây là vấn đề nghiêm trọng. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối mùng 2 tháng 8 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết đã có 102 cuộc giao tranh xảy ra trên mặt trận, trong đó những khu vực nóng nhất vẫn là Poprovs và Turetsk. Báo cáo có đoạn, đối phương đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa sử dụng 3 quả đạn, 54 cuộc không kích, thả 52 bom KAB, 544 cuộc tấn công bằng UAV và thực hiện gần 3.300 cuộc pháo kích bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi hầu hết các cuộc tấn công của Nga ở Kharkov, Kupiansk, Liman, Severs, Kramatovsk, Torres, Kurakhovsky, Veremovsky, Orekhov, và Nipper The Theo hướng Poproks, Abdipka, kể từ đầu ngày, tại các khu định cư Nova Aleksandrovka, Vodivsenka, Kalinovoye, Ivanovka, Jelane và novoselovka Povea, 27 đợt tấn công và đột kích của đối phương đã bị đẩy lùi, ba cuộc đụng độ nữa đang diễn ra, báo cáo viết. Thống đốc vùng Belgorod của Nga, ông Vyacheslav Gladkov trên kênh Telegram thông báo, vào dạng sáng nay mùng 3 tháng 8, UAV đã tấn công một kho dầu ở quận đô thị Gubkinsky của vùng Belgorod. Một vụ nổ đã xảy ra tại kho dầu và một trong những bồn chứa đã bốc cháy. Theo chính quyền địa phương, lính cứu hỏa được cho là đã nhanh chóng dập tắt đám cháy, không có thương vong. Trước đó, người dân ở vùng Rostov và Orion của Nga đã báo cáo về tiếng UAV và tiếng nổ. Lực lượng phòng không đang tích cực hoạt động trên các khu vực này. Theo kênh Deep State có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, GRU, tại ngôi làng Zalinoye ở vùng Donetsk, nơi chỉ cách Torres khoảng 100 mét, binh sĩ Nga đã được nhìn thấy bằng mắt thường tiểu đoàn hệ thống không người lái Voron của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 100 Ukraine đã công bố một video về những thất bại của họ ở Zalinoye. Báo cáo có đoạn, tuyến giao tranh đang được làm rõ, nhưng rõ ràng là đối phương đang có những thành công về mặt chiến thuật và có thể đã cố gắng xâm nhập vào chính Torres. Sau khi cập nhật bản đồ, các nhà phân tích của Deep State đã xác định sự tiến triển của Nga ở Zelane và Zalitnoye thuộc vùng Donetsk. Torres là một thành phố tại khu vực Bắc Mút thuộc vùng Donetsk, được thành lập vào năm 1806 và có với dân số hơn 43.000 người trước khi chiến sự bùng nổ. Thành phố nằm cách ga xe lửa Fenonea 7 km trên tuyến Konstantinovka, Yasinovateya, cách Donetsk 55 km. Theo Ukrainska Pravda, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm mùng 2 tháng 8 đã họp với Bộ Quốc phòng. Sau đó, ông công bố các giải pháp hiện đại cho các đơn vị để loại bỏ giấy tờ. Ông nói, tôi đã họp với Bộ Quốc phòng, chúng tôi đang chuẩn bị các giải pháp mới, hoàn toàn hiện đại cho binh lính của chúng tôi. Chắc chắn sẽ xóa bỏ rất nhiều tình trạng quan liêu và giấy tờ không cần thiết khỏi các đơn vị. Các giải pháp này sẽ sớm được áp dụng. Tổng thống Zelensky cũng cho biết ông đã nghe báo cáo của Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Shishky về tình hình ở mặt trận. Nhà lãnh đạo Ukraine nói, và tất nhiên là chú ý nhất theo hướng Poprov, luôn có những trận chiến dữ dội nhất ở đó, đòi hỏi chúng ta phải phản ứng mạnh mẽ nhất với đối phương. Mỗi lữ đoàn, mỗi đơn vị ở Poprov, tất cả những người lính vẫn kiên định ở đó và bảo vệ vị trí, bất chấp những cuộc tấn công của Nga. Đồng thời, chúng ta không giảm sự chú ý của mình vào tất cả các hướng khác trên mặt trận Donetsk, cũng như Kharkov và khu vực phía Nam. Làn sóng đốt phá lan rộng ở Ukraine Tờ Shana.ua của Ukraine cho hay một làn sóng đốt phá xe quân sự và tù dơ le bảo vệ là loại tù thường dùng để bảo vệ hệ thống điện chạm biến áp đang lan rộng khắp Ukraine Riêng tại Kharkiv, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự khu vực Kharkiv Oleg Sinegubov cho biết khoảng 40 vụ tấn công đốt phá xe quân sự đã được ghi nhận tại Kharkiv trong ngày 31 tháng 7 một ngày trước đó, hai chiếc xe của quân đội Ukraine tại Kiev và một chiếc ở Dnipropetrovsk, ba tủ thơ le bảo vệ cũng bị những người không rõ danh tính đốt cháy ở vùng Cherkasy và vùng Kajib. Tại Odessa, theo lời chỉ huy tiểu đoàn thủy quân lục chiến Ukraine Artem Kristin, xuất hiện rất nhiều trường hợp xe của binh sĩ Ukraine và nhân viên văn phòng nhập ngũ trong khu vực bị đốt cháy. Đáng lưu ý, phần lớn thủ phạm đứng sau các vụ việc này đều là công dân Ukraine trong độ tuổi 12-24. Chính quyền Ukraine hiện đang rất đau đầu trước làn sóng phá hoại này. Trước đó, hôm 29 tháng 7, Cục An ninh Ukraine gọi tắt là SBU cho biết họ đã bắt giữ 6 công dân Odessa trong độ tuổi từ 18 tới 24 làm nhân viên giao đồ ăn cho một dịch vụ cung cấp rất phổ biến ở Ukraine. SBU cho hay làm việc dưới vỏ bọc giao hàng, những nghi phạm này lái xe quanh thành phố và nhờ đó mà tìm ra địa điểm đậu xe của lực lượng phòng vệ Ukraine. Theo cơ quan này, sau khi phát hiện địa điểm, các nghi phạm tới đó vào ban đêm đổ hỗn hợp gây cháy lên xe và châm lửa. Trong vòng 2 tuần, họ đã đốt cháy hơn 15 xe quân sự. SBU cho biết các nghi phạm bị buộc tội cản trở hoạt động hợp pháp của lực lượng vũ trang Ukraine và phải đối mặt với mức án lên tới 8 năm tù. Tuy nhiên, làn sóng đốt phá dường như không giảm nhiệt ở Odessa. Chỉ huy Christine thừa nhận có rất nhiều người dân ở thành phố này đang mong chờ quân đội Nga đến. Theo Chana.ua, trước tình trạng hàng loạt xe quân sự bị đốt cháy, chỉ huy tiểu đoàn chống tăng trực thuộc Lữ đoàn Tấn công Độc lập số 3, lực lượng vũ trang Ukraine Oleg Tomanov đã có phát ngôn gây tranh cãi khi ra lệnh bắn tại chỗ những người tìm cách đốt cháy xe quân sự trong đoạn video do chana ua công bố domanov nhấn mạnh rằng ông cho phép các binh sĩ dưới quyền mình có quyền nổ súng ngay tại chỗ mà không cần sự can thiệp của các cơ quan thực thi pháp luật đồng thời gọi những người đốt xe của quân đội là những kẻ phản bội ông domanov nói những kẻ phản bội này cần phải bị loại bỏ Nhận định về phát ngôn trên của ông Romanov, nhà báo và cựu sĩ quan thực thi pháp luật Ukraine Pablo Onichenko cho biết, theo Bộ Luật Hình sự của Ukraine, hành vi đốt xe ô tô sẽ bị pháp luật trừng phạt theo điều khoản hư hại tài sản do đốt phá, trong đó quy định mức phạt lên tới 10 năm tù. Hiện Bộ Luật Tố tụng Hình sự của Ukraine không có án tử hình cho hành vi này, do đó việc chỉ huy Romanov cho phép bắn ngay tại chỗ là một hành động cực đoan cho thấy những lỗ hổng trong tuân thủ pháp luật tại Ukraine. Theo ông Onitschenko, dự đoán, làn sóng đốt phá xe quân sự tại Ukraine sẽ còn gia tăng trong thời gian tới, một phần nguyên nhân có thể xuất phát từ sự bất mãn trong nước đối với các hoạt động của chính ủy quân sự Ukraine. Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 1 tháng 8 dẫn nguồn tin trong quân đội Nga cho hay phòng tuyến của lực lượng vũ trang Ukraine ở Klitschivka, tỉnh Donetsk đã bị phá vỡ các đơn vị tác chiến của Ukraine buộc phải từ bỏ một loạt cao điểm quan trọng trong khu vực. Nguồn tin nói, đối phương tức Ukraine đã từ bỏ các vị trí quan trọng gần Klitschipka, đồng thời lưu ý thêm rằng lực lượng Ukraine cũng đã rút khỏi các cao điểm theo hướng này và hứng chịu tổn thất nặng nề. Nguồn tin nhấn mạnh, phòng tuyến của lực lượng vũ trang Ukraine tại mặt trận Klitschipka đã bị phá vỡ, theo hãng thông tấn Anadolu, thổ Nhĩ Kỳ, Klishchiivka là một trong những phòng tuyến chiến lược của Ukraine ở phía nam thành phố Bakhmut. Việc giành được quyền kiểm soát khu định cư này cho phép lực lượng Nga kiểm soát các tuyến đường vận tải trong khu vực. Trên các khu vực khác tại mặt trận Donetsk, lực lượng Nga đang đạt được các bước tiến vững chắc. Krasnohorivka, thành trì đầy hứa hẹn cuối cùng của Ukraine tại Donetsk, gần như đã rơi vào tay Nga và tại Torez, lực lượng vũ trang Ukraine đang vô cùng yếu thế. Hôm 31 tháng 7, tờ Military Review cho biết lực lượng Nga đã tiến vào Torez, nhiều cư dân của thành phố này bắt đầu sơ tán. Cùng ngày khi trả lời phỏng vấn tờ New Voice of Ukraine, ông Yuri Butusov, tổng biên tập trang tin seso net chuyên tin về Ukraine cho biết, mặc dù chưa chính thức công bố, nhưng Ukraine đã hoàn toàn mất Krasnohorivka. Trên kênh Telegram cá nhân, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Oleksandr Shishky, thừa nhận tình hình đang khó khăn. Ông Shishky nói, tình hình tại hướng Bắc rất khó khăn, đề cập tới hướng Bắc của khu vực do Ukraine kiểm soát tại Donetsk. Theo tờ Mirror of the Week, Ukraine, ông Sisky vừa thân chinh tới mặt trận miền Đông và làm việc với các lữ đoàn phòng thủ ở hướng Kharkiv cũng như Torres trong 3 ngày. Bên cạnh các khu vực đã được đề cập ở trên, Klitschka, Krasnohorivka, Torres, ông Sisky cho biết lực lượng Nga đang tập trung tấn công và tìm cách chọc thủng hàng phòng thủ của Ukraine theo hướng Jelane, Novogrodoka, Poprovsk, Kiev cho rằng Poprovsk đang trở thành mục tiêu chính của Nga sau Kharkiv. Phát biểu trên truyền thông hôm 30 tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đang tập trung vào mặt trận miền Đông, dồn hết mọi thứ họ có, bao gồm số lượng quân nhân lớn nhất và lượng vũ khí lớn nhất vào Poprovsk. Theo tờ Ukraina, trước những thất bại trên chiến trường, tại Ukraina đang diễn ra một cuộc chiến chống tổng tư lệnh ông Shishki do nghị sĩ quốc hội Ukraina Mariana Bezuglia và một số đại biểu khác phát động. Bà Bezuglia gọi ông Shishki là lý do chính dẫn tới thất bại của lực lượng Ukraina và cần phải loại bỏ ngay lập tức. Mới đây nhất, thông qua kênh Telegram cá nhân ngày 1 tháng 8, nghị sĩ Quốc hội Ukraine Mariana Bezuglaya cho biết lực lượng Ukraine chưa sẵn sàng phòng thủ Torres, tỉnh Donetsk, bằng chứng là hiện nay bên trong thành phố không có công sự phòng thủ nào của họ. Bà Bezuglaya viết, Hôm kia tôi đã trực tiếp tới Torres, thành phố chưa sẵn sàng phòng thủ, không có công sự nào bên trong cả, chỉ có một số công sự riêng biệt, không theo hệ thống nào xung quanh thành phố. Nghị sĩ Ukraine đồng thời chỉ trích rằng ông Sisi đã đưa ra quyết định luân chuyển một số đơn vị bất chấp sự phản đối của các chỉ huy trực tiếp tham chiến. Kết quả là quân đội nga đã xuyên thủng được hàng phòng ngự của lực lượng vũ trang Ukraine ở Torez. Trong khi đó, trả lời ukraine.ru, nhà sử học quân sự và chuyên gia quân sự độc lập Oleksiy Stasenko cho biết thêm rằng. Ngoài sự phẫn nộ từ các đại biểu quốc hội, ông Zizky đang khiến nhiều binh sĩ Ukraine thấy bức xúc khi thay thế các tướng lĩnh do ông Zaludny, cựu tổng tư lệnh Ukraine, bổ nhiệm bằng thân tín của mình. Trong bối cảnh tình hình mặt trận xấu đi, các binh sĩ Ukraine chỉ nhìn thấy rằng những người chỉ huy có năng lực của họ đang bị loại bỏ, trong khi những người không hề nắm được tình hình chiến đấu lại được đưa tới. Theo ông Stasenko, hiện ông Zelensky đang đứng trước nguy cơ bị sa thải. Bên cạnh đó, trước thất bại ở Krasnohorivka, nơi được Kiev xem như bàn đạp ở Donetsk, các đại biểu quốc hội Ukraine đang phẫn nộ và gây sức ép buộc ông Zelensky từ chức. Chính quyền Kiev hiện chưa lên tiếng về thông tin sa thải tổng tư lệnh hay những dối ghen trong nội bộ về các thất bại trên chiến trường. Tuy nhiên, thông qua kênh Telegram cá nhân, ông Zelensky tuyên bố sắp có thay đổi về nhân sự trong chính phủ được này. Ông Zelensky viết, các quyết định về nhân sự đang được chuẩn bị ở cấp chính phủ, đồng thời lưu ý thông báo chính thức sẽ được đưa ra trong thời gian tới. Tờ Moskovsky Komsomoles, gọi tắt là MK của Nga, vào ngày 1 tháng 8 cho hay 6 chiến đấu cơ F-16 do Hà Lan cung cấp đã tới Ukraine. ép sẽ sớm nhận thêm các máy bay F-16 từ Đan Mạch, số lượng cụ thể vẫn chưa được công bố. MK cho biết, ngay sau khi F-16 vừa đặt chân tới Ukraine, đã xuất hiện các đoạn video cho thấy có một máy bay chiến đấu của NATO bay qua vùng Lviv, ngay sau đó là hình ảnh các vụ nổ và cột lửa thắp sáng bầu trời đêm do bộ ba sát thủ của Nga, gồm tên lửa Iskander, Kalib và máy bay không người lái cảm tử Shahid-136, đồng loạt tấn công trực diện mục tiêu. MK viết, Nga đã đáp trả F-16 bằng Iskander và Kalib, đòn dáng khốc liệt và chính xác. Theo tờ Uranews của Nga, chiếc máy bay NATO mà MK đề cập được xác định đích xác là F-16. Một bức ảnh chụp chiếc máy bay này tại vùng Lviv cũng đã được kênh Telegram quân sự Military Informant đăng tải. Chú thích bức ảnh của Military Informant ghi rõ hình ảnh F-16 bay tại Lviv, Tây Ukraine. Tờ Rossi Iskaya Gazeta của Nga đồng thời đưa tin F-16 đã thực hiện nhiệm vụ chiến đấu đầu tiên tại Ukraine với vai trò phòng không hiện Ukraine chưa đưa ra bình luận nào về thông tin do phía Nga đưa ra. Ngoài diễn biến trên, TMK cho biết thêm rằng Nga đã phát động một cuộc chiến dịch tấn công quy mô lớn vào các cơ sở quân sự trên khắp lãnh thổ Ukraine bắt đầu từ đêm ngày 31 tháng 7. Tên lửa Iskander của Nga từ Crimea đã tấn công đồng loạt các sân bay của Ukraine tại Zaporizhia, Dnipropetrovsk và Rih, cũng như là Izium và Kupyansk. Bên cạnh đó, các vụ phóng tên lửa Kalib đã được tiến hành từ biển Azov. Tại vùng Kiev, Ukraine đã khẩn cấp kích hoạt hệ thống phòng không chống lại các UAV trinh sát và UAV cảm từ xa hít của Nga. Tên lửa Nga cũng đồng loạt tấn công vào isium Kharkiv. MK cho biết những cột khói dài hàng km đã xuất hiện, có thể là các kho đạn dược của Ukraine đã phát nổ sau cuộc tấn công của Iskander cùng với các đợt tấn công tên lửa ồ ạt của Nga, Điện Kremlin vào ngày 1 tháng 8 cảnh báo rằng việc F-16 tới Ukraine sẽ không phải là thuốc chữa bách bệnh cho lực lượng vũ trang của Kiev. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh F-16 sẽ bị bắn hạ và không thể làm thay đổi đáng kể tiến trình của cuộc xung đột. Ông Peskov nói, nếu tôi không nhầm thì phần thưởng cho lực lượng Nga bắn hạ F-16 đã được đưa ra, đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai là không có viên thuốc kỳ diệu hay viên đạn bạc nào. Số lượng những chiếc máy bay này sẽ giảm đi, chúng sẽ bị bắn hạ và phá hủy. Các đợt chuyển giao F-16 sẽ không thể tác động đáng kể đến diễn biến của các sự kiện trên chiến trường. Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 9 tháng 6 năm nay, ông Sergei Smotjev, người đứng đầu công ty Forest ở Nga, đã công bố phần thưởng 15 triệu rúp, tương đương 169.000 đô la Mỹ, cho người bán hạ được chiếc F-16 đầu tiên của Ukraine. Nhận định về khả năng tác động tới tình hình chiến trường của F-16, tờ Washington Post gọi tắt là VKP của Mỹ cho rằng mẫu chiến đấu cơ này khó có thể trở thành nhân tố thay đổi cuộc chơi ở Ukraine. Đơn giản là vì số lượng F-16 quá ít ỏi trong khi Nga có quá nhiều hệ thống phòng không có thể bắn hạ chúng. Ít nhất là trong thời gian đầu, F-16 Ukraine khó có thể bay quá gần tiền tuyến. Trả lời tờ Guardian của Anh, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sisky cho biết F-16 sẽ bay cách tiền tuyến ít nhất là 25 dặm, tương đương khoảng 40 km. Do đó, Kiev khó có thể sử dụng các máy bay chiến đấu này để tấn công các địa điểm ở Nga. Theo một quan chức quân sự cấp cao khác của Ukraine, Nga từ lâu đã chuẩn bị cho việc Ukraine tiếp nhận F-16. Cuối năm ngoái, lực lượng Nga đã phóng một số tên lửa có đầu đạn giả từ hệ thống phòng không S-400 tại thị trấn Dazankoy, Crimea. Các quả đạn đã bay tới thành phố Krimenchuk của Ukraine, cách đó hơn 200 dặm. Quan chức này cho rằng ông nghi ngờ Moscow đang thử nghiệm tầm bắn của S-400 để bắn hạ F-16. Đáng lưu ý, ngoài các hệ thống phòng không tiên tiến, Nga còn có các loại máy bay chiến đấu tinh vi. Trong khi đó, theo VKP, mặc dù F-16 có cải tiến so với các chiến đấu cơ hiện có của Ukraine, nhưng về cơ bản, nó vẫn là máy bay thế hệ cũ so với các tiêm kích hàng đầu của Nga hiện nay. Andriy Yusov, người phát ngôn của cơ quan tình báo quân sự Ukraine, gọi tắt là HUR, cho biết Nga đã sử dụng số lượng đáng kể máy bay không người lái UAV đánh lạc hướng, được thiết kế để thăm dò hệ thống phòng không thay vì tiêu diệt các mục tiêu trong cuộc tấn công ồ ạt vào Ukraine hôm 31 tháng 7. Nga đã phóng tổng cộng 89 máy bay không người lái tấn công Sahit và một tên lửa KH-59 trên khắp Ukraine trong cuộc tấn công. Không quân Ukraine tuyên bố tất cả đều bị bắn hạ. Đây là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn nhất vào Kiev trong năm nay với hơn 40 máy bay không người lái bị phá hủy trong không phận của thành phố và các khu vực lân cận. Theo ông Yusuf, UAV đánh lạc hướng, không có bộ phận nổ. Ông nói thêm, mục tiêu của Nga là làm cạn kiệt và khám phá các hệ thống phòng không của Ukraine. Đây cũng không phải là một chiến thuật mới. Các lực lượng an ninh và quốc phòng Ukraine đã thực hành và đối phó hiệu quả những thách thức như vậy. Trong khi đó, ông Vladislav Vlasiuk, cố vấn cho người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết quân đội Nga đã sử dụng một loại máy bay không người lái mới là Gerbera với số lượng hạn chế trong cuộc tấn công gần đây. Ông mô tả những UAV này là phiên bản rẻ hơn của máy bay không người lái tấn công kiểu Shahid. Loại máy bay này được phát triển tại đặc khu kinh tế Alabuga ở Tatarstan. Theo thông tin từ nhà sản xuất, UAV Gerbera có tổng hợp 3 chức năng gồm tấn công tự sát, trinh sát và mồi nhử. Chức năng mồi nhử của Gebra đã được Bộ Quốc phòng Ukraine nhận định hồi đầu tháng này. Ngoài ra, Gebra còn có khả năng phối hợp tấn công theo bầy đàn, nghĩa là phối hợp với các UAV khác để tăng hiệu quả trong các điều kiện tác chiến. Các nguồn tin lưu ý rằng dưới lớp vỏ gỗ dán của máy bay không người lái có anten 3G và 4G cũng như modem có thẻ SIM mang lại cho chúng khả năng di động cao và khả năng điều khiển ở khoảng cách xa. Ông Andrei Cheniak, đại diện của Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho rằng giá thành của những UAV này chỉ khoảng 10.000 đô la Mỹ và có thể hoạt động ở độ cao lên đến hàng nghìn mét, khiến những vũ khí phòng không loại nhỏ thông thường khó tiếp cận. Máy bay không người lái đã trở thành khí tài quan trọng trong nỗ lực phòng thủ của Ukraine trước cuộc chiến với Nga. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Chiến lược Ukraine Hanna Hovodia tuyên bố, Kiev có năng lực sản xuất hơn 3 triệu máy bay không người lái mỗi năm, nhưng vẫn cần sự hỗ trợ từ các đối tác nước ngoài. Cả Nga và Ukraine đều ra sức phát triển UAV nhằm tìm cách giành ưu thế trên không với chi phí tương đối thấp so với các loại vũ khí khác. Tháng trước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đang thử nghiệm một loại UAV vận tải hạng nặng có tên gọi là Perun, có sức trở lớn hơn thông thường. UAV này có hai phiên bản khác nhau, có thể khai hỏa vũ khí cả trên mặt đất và trên không. Kênh Military Summary đưa tin, tại thành phố Vokchan trên mặt trận Kharkov, lực lượng Moscow chiếm thêm nhiều tòa nhà cao tầng theo các video định vị địa lý. Hơn nữa, khu vực này vẫn tiếp tục bị bắn phá dữ dội nhằm ngăn chặn sự tập trung của bộ binh Ukraine phía bắc Radolivka theo hướng Sivers, quân đội Nga đang tấn công các vị trí của đối phương dọc theo các danh giới rừng và giành được một số chiến hảo. Các cảnh quay định vị địa lý từ Chansovia cho thấy một chiếc BMP-2 của Nga thả bộ binh xuống phía bên kia canh đảo, sau đó chiếm giữ các chiến hảo. Theo hướng New York ở Donetsk, lực lượng Moscow đang tiến sâu hơn vào trung tâm và cắt đứt tuyến đường tiếp tế quan trọng từ phía Tây. Tại Pokrov abdiivka quân đội Nga đang cải thiện vị trí của mình. Lực lượng Kiev ở Timofiivka được cho là đại thất thủ và một nửa ngôi làng Veselé đã bị lực lượng Moscow kiểm soát, theo xác nhận trực quan. Đồng thời, Nga có thêm nhiều tiến triển dọc theo tuyến đường sắt hướng tới Zalane. Trên khu vực phía nam Kratnogorivka, lực lượng Moscow đang bắt đầu chiếm lĩnh các cánh đồng với các video xuất hiện xác nhận các hoạt động chiến đấu tại đây. Theo tuyên bố của Ukraine, F-16 đã được sử dụng để làm nhiệm vụ tiêm kích phòng không. Theo kênh Riyadokka trên hướng Torres, lực lượng Moscow có đột phá lớn ở New York và bao vây đối phương ở bãi thải tại Zeleny. Cụ thể, trong trung tâm Torres, quân đội Nga tiếp tục tiến công trên nhiều khu vực cùng lúc. Tại New York, họ bắt đầu cuộc tấn công dọc theo bờ phía tây của sông Krokis-Torres và tấn công từ hướng nhà máy chế tạo máy đã chiếm được một nhà máy bánh mì. Mục tiêu rõ ràng ở đây là ngăn chặn đối phương rút lui khỏi ngôi làng về phía nam Torres, do đó lực lượng đồn trú của lực lượng Kiev sẽ bị cắt đất các con đường và thành phố. Lực lượng Moscow ở khai nơi cùng lúc đã băng qua đại lộ Pioneer và bắt đầu bao vây bãi thải tại mỏ Item từ hai bên sườn. Từ phía Bắc, binh sĩ Nga đột phá vào bãi thải sau khi tràn qua đại lộ rồi tới đường dây xe lửa đến phố Patizanskaya. Từ phía Nam, các đơn vị của họ đang tiến tới bãi thải trong các tòa nhà tư nhân, áp sát đường Selenaya và Chelyus -Kinset. Kênh Riba cho biết, trong ngày qua, lực lượng Moscow tấn công các mục tiêu ở những khu vực xa chiến tuyến tại các vùng Kharkov, Mykolaiv và Kiev. Theo hướng Slobozansky Kharkov, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở Kliboke và Vokchan. Cảnh quay tiền trận kiểm soát mục tiêu cũng cho phép lặn rõ cấu hình của tiền tuyến gần Staritsia. Tại Liman, trận chiến đang diễn ra trên các tuyến đường tiếp tế cận Makivka, nơi lực lượng Moscow và đang cố gắng củng cố trong làng cũng như trong rừng Serebryansky. Ở Bakhmut, Atomov, lính dù Nga củng cố vững chắc bàn đạp ở ngoại vi tiểu khu Otiaski tại Chasovya. Trên hướng Pokrov Adivka, các đơn vị lực lượng Moscow và tiếp tục tấn công dọc theo tuyến đường sắt hướng tới Pokrov. Giao tranh ác liệt đang diễn ra ở Vesele và trên các tuyến đường tiếp tế cận Zalene. Ukrainska đưa tin báo cáo tối 1 tháng 8 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết đã xảy ra 98 cuộc đụng độ trên mặt trận và Nga đang tấn công dữ dội theo hướng Pokrov, Abdiivka. Báo cáo có đoạn, đối phương đã phóng hai tên lửa tiến hành 59 cuộc không kích, 54 bom KAB đã được sử dụng và 623 cuộc tấn công bằng UAV và thực hiện 3.412 cuộc tấn công bằng nhiều loại hỏa lực. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản bẻ gãy các đợt xung phong của Nga ở Kharkov, Kupian, Liman, Servus, Kramatorsk, Tores, Kurakovsky, Vremovsky, Orekov và Denis Epper. Đối phương đang tấn công dữ dội theo hướng Pokrov. Trong ngày, tổng cộng họ đã thực hiện 43 đợt tấn công. Hoạt động lớn nhất của quân đội Nga vẫn ở các khu vực Novo alexandrovka Progress và Zelenoye, báo cáo cho hay kênh Krimsky Viter đưa tin, dạng sáng nay ngày 2 tháng 8, có nhiều tiếng nổ vang dền ở Saki, Balak Balaklava, Svatobol và Simferobol trên bán đảo Crimea. Nga phát báo động không kích và ghi nhận mối đe dọa của tên lửa đạn đạo. Thống đốc Svatobol Mikhail Zavozaev do Nga bổ nhiệm thông báo về mối đe dọa tên lửa đạn đạo. Tại Svatobol, báo động đã được gỡ bỏ vào khoảng 200. Chính quyền Nga báo cáo rằng có mảnh vỡ từ tên lửa và UAV rơi xuống bốn nơi. Thống đốc Zavozaev cũng viết rằng hơn bốn mục tiêu trên không đã bị bắn hạ. Vào khoảng 3 giờ tức 7 giờ theo giờ Việt Nam, ông lưu ý rằng mối đe dọa tấn công của UAV đối phương sẽ kéo dài suốt đêm. Các kênh Telegram địa phương trích dẫn nguồn tin cho biết một sưởng sửa chữa tàu của hạm đội Biển Đen đã bị tập kích. Kênh Deep State có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GRU thông báo, vào ngày 1 tháng 8, Nga đã chiếm làng Veseloe ở Abdiivka thuộc vùng Donetsk. Ngoài ra, đối phương còn tiến gần Lysiknoye, Ivanovka, Sergeyevka và Zelanoje ở vùng Donetsk. Ông Zelensky, các quyết định về nhân sự đang được chuẩn bị ở cấp chính phủ. Ukrainska Pravda đưa tin trong bài phát biểu ngày 1 tháng 8, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố các quyết định về nhân sự đang được chuẩn bị ở cấp chính phủ. Ông nói, hôm nay tôi đã có cuộc họp với người đứng đầu chính phủ Denis Mikhan về công tác tái thiết, đặc biệt là về kết quả chuyến thăm Kharkov, vùng Poltava, Volin và Rivne và các cuộc họp đã tổ chức. Điều này liên quan tới việc hoàn thành các cơ sở, các ưu tiên phục hồi chính và cả những người có khả năng đảm bảo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của nhà nước nhà lãnh đạo nhấn mạnh ở cấp chính phủ các quyết định về nhân sự đang được chuẩn bị cũng như các quyết định bổ sung để mùa thu năm nay nhiều trẻ em ukraine hơn có thể học tại các trường không phải trực tuyến mà là theo một cuộc chiến học đường bình thường nhất có thể trong thời chiến Ngoài ra, Tổng thống Zelensky tuyên bố các chuyến thăm của các nhà lãnh đạo tới Ukraine đang được chuẩn bị vào tháng 8. Ông phát biểu, quan hệ với các đối tác, chúng tôi đang chuẩn bị những thỏa thuận và lịch trình sẽ có vào tháng 8, bao gồm một số thỏa thuận an ninh, ngày mai sẽ bắt đầu cuộc đàm phán với một quốc gia châu Âu khác. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho những chuyến thăm của một số nhà lãnh đạo tới Ukraine. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, Điều cực kỳ quan trọng là nhà nước của chúng tôi phải được đảm bảo ổn định trong nhiều năm tới, và đây sẽ là sự đảm bảo cho các cơ hội lớn của chúng tôi ngay bây giờ, trong năm này, với những thách thức và mối đe dọa hiện tại. Tất nhiên, nhiệm vụ chính là đảm bảo hoạt động cho lực lượng phòng vệ, ngân sách nhà nước và sự ổn định xã hội của Ukraine. Theo Club Report, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết, tàu hộ vệ lớp Aza thứ hai Hetman Ivan Vykhovsky được đóng cho Ukraine đã được hạ thủy tại Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ trưởng Umerov thông báo, cùng với đệ nhất phương nhân Elena Zelenska, ông đã tham gia lễ hạ thủy tàu hộ vệ Ukraine Hetman Ivan Vykhovsky tại sưởng đóng tàu RMK Marine ở Istanbul. Tham dự lễ hạ thủy còn có Tổng tư lệnh Hải quân Alexei Nepapa, chủ sở khẩu Baika Khaluk Barakta và Chủ tịch Mazelit Mustafa Dezemilev. Các tàu Khetman Ivan Vyhovsky và Khetman Ivan Mazepa được đóng tại Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt, chưa đầu tiên bắt đầu thử nghiệm trên biển vào ngày 29 tháng 5. Theo Militani, các tàu hộ thống lớp Aza của Ukraine được trang bị pháo hải quân 76mm, tháp pháo Stam với đại liên 12,7mm, điều khiển từ xa, radar kiểm soát hỏa lực, hệ thống vệ tinh, hệ thống tác chiến điện tử và hệ thống giải mồi bẫy MK-36 SRBOC. Trước đó vào tháng 8 năm 2023, có thông tin cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng một tàu hộ tống lớp Anza thứ hai nhằm phục vụ nhu cầu của Hải quân Ukraine. Vào tháng 8 năm 2022, Tổng thống Zelensky đặt tên cho tàu hộ vệ lớp Aza đầu tiên của Hải quân Ukraine mà Thổ Nhĩ Kỳ đang đóng cho Ukraine là man Ivan Mazepa. Vào ngày 8 tháng 3, ông đặt tên cho tàu hộ tống thứ hai là man Ivan Vyhovsky.